Xin chào các bạn. Đây nè, mình sẽ quay lại cho các bạn thấy nè. Dài xuống tới đây luôn các bạn. Dài xuống tuốt như này nè. Mình sẽ đi theo hết cái khúc đường này nha. Con bé này cũng đi nè. Rồi đây là cái tấm bảng này. Tấm bảng này là mọi người nhiều lắm. Ở đây họ dựng lên tới cả 10 mấy cái tấm giống như vậy nè. Mà cả hai bên á họ đều ký hết luôn á, không có còn có chỗ trống nào luôn á các bạn. It's okay. Đó. Bây giờ mình sẽ đi vô trong. Sorry. Đi vô trong đây nè các bạn. Mọi người đều để bông để ngắm. Dài xuống tiếp dưới đây luôn các bạn. Dài xuống tiếp dưới kia luôn kìa các bạn thấy không? Đó, một vàng luôn, tuốt dưới đó, để bông, để nến, tuốt ở dưới đó luôn. Còn đây là chỗ mà Kobe chơi bóng rổ mỗi lần có những trận thi đấu á. Chơi trong cái nhà này nè, trong trung tâm center nè. Bông hoa và nến dài tuốt xuống dưới luôn á, các bạn thấy không? Mọi người thấy không? Đây là hình nè. Đi đâu cũng thấy hình ảnh của hai cha con Kobe. Nhìn cô con gái đó, mới 13 tuổi, đang cười rất là tươi, rất là tội nghiệp các bạn. Đây là nhiều tấm bảng là đã ký hết rồi, ký tên hết, đầy luôn. Mười mấy tấm như vậy đó, nhưng mà họ ký hết trơn luôn, không có chỗ nào trống hết. Bây giờ mình kiếm cái chỗ trống để mình ký nha các bạn. Mình sẽ kiếm chỗ trống để mình ký nha. Kobe. Remember. Bây giờ mình sẽ đi dài xuống hết nguyên một cái khu này cho các bạn thấy nha. Đây, hoa nến. Hình của con gái, là con gái của cô Huyền. Dài chút xuống dưới kia luôn. Mọi người đang đứng ký tên nha. Khoảng mười mấy tấm bảng mà hai bên đều để hai bên cho mọi người ký, mà cả hai bên đều không còn chỗ trống để ký nữa các bạn. Cả hai bên đã đều hết chỗ ký luôn.
muốn rơi nước mắt rồi. Thấy tội nghiệp quá. Nhìn hình ảnh hai cha con rất là dài xuống tới đây luôn các bạn, dài đi dài xuống hết nguyên cái khu vực này luôn, hết cái dãy bên đây ha, dài xuống hết cái dãy bên này, đây nè, dãy gấu nè, cái hình nè. Để những hình ảnh chữ nha, có hình của Kobe nè, người nè ghi những cái lá thư để lại nè. Đó, những cái tấm bảng mà mọi người đều ký tên, và cả bên khu bên này nữa nha các bạn, mới có một khu bên tay trái mình thôi đó, còn cái này là bên tay phải mình nè, mình chưa đi hết cái khu bên tay trái nè, khu này khu bên tay trái đây. Right there. Ở bên tay trái. Đó các bạn ơi, thấy chưa? Bé này nó buồn, đứng nó khóc luôn á. Tại có những đứa bé nó cũng mộ con gái của mấy của Kobe á. Là fan là bạn á. Nó sẽ cũng chỉ là mới một bên thôi đó các bạn. Dài xuống tới đây nữa nè, có những cái bảng ở tuốt dưới đây luôn các bạn. Ở trên đây nè, ở trên đây nè, có khoảng mười mấy cái tấm bảng trắng á, để cho mọi người ký tên mà vẫn không đủ á các bạn. Họ còn phải đem xuống tới đây nữa, phải đi xuống tới đây luôn. Để tuốt ở dưới đây luôn để cho mọi người ký tên dưới này nè. Vậy mà cũng hết luôn á, chật hết luôn á các bạn ơi, đây nè. Đó. Ký tuốt xuống dưới đây luôn nè. Đó. Tuốt dưới đó còn 4-5 cái bảng nữa, nhưng mà cái bảng nào cũng dày đặc hết á, không có chỗ để ký tên nữa. Không có chỗ để ký tên nè. Mình ký ở đây. Bây giờ mình sẽ đi qua bên đây, bên nè, quang cảnh mọi người đang đến đây để mà thắp nến tưởng nhớ tới Kobe nè các bạn. Bây giờ mình sẽ đi qua bên đây, khu bên đây nha. Hôm nay ai cũng mặc áo màu vàng và màu tím, tại vì cái đội banh của Kobe, Kobe thường hay mang số 8 và số 24, cho nên mọi người họ đã mang số 24, số 8. Bây giờ từ đây chở đi vô nữa nè. Để bông dài vô đây luôn. Dài từ đây nè các bạn ơi. Rồi qua tới bên kia luôn nè. Đó. Qua tú bên trong đó luôn nè. Mình sẽ đi một vòng nữa nha, đi vô trong đây. Ở đây người ta cũng lợi dụng những lúc mà bán áo khung á. Một cái áo như vậy là họ bán 10 đồng một cái đó, 10 đô. 10 đồng cho một cái áo. Đó, một dọc dài trong đó nữa các bạn. Tuốt ở trong kia nữa kìa. Không phải ngoài đây không mà tuốt trong đó nữa. Đây này các bạn, nến đang được đốt lên, những ngọn nến đang được đốt lên,
đó các bạn thấy không, một dọc dài bông hoa nến và cả áo nữa. Đây hình ảnh của Kobe nè, dài suốt vô trong kia luôn á các bạn ơi, thấy chưa? Để mình coi nè, đó bông hoa nến nè và hình của hai cha con Kobe lúc nào cũng on all the time luôn. Ở đây sẽ đi dài dài vô nha. Ơi nhìn rất là buồn các bạn ơi. Nói chung mình không có là người trong gia đình gì hết á, nhưng mà nhìn cái cảnh hai cha con nó cười tươi, cả gia đình nữa hạnh phúc vui vẻ bên nhau á, mà bây giờ bất ngờ đột xuất như vậy mà ra đi một cách không thể tưởng tượng được. Đây nè, mọi người cũng vẫn còn đang đi nè. Bên kia là mấy cái rosa, các bạn thấy không? Những cái tấm bảng để mọi người ký tên á là nó đầy hết luôn. Mà ở dưới đất cũng đầy nè các bạn. Không những mà trên bảng thôi, mà ở dưới đất nè. Ở dưới đất các người ta cũng ký tên đầy ở dưới đất luôn rồi. Đây. Dưới đất nè, mọi người cũng ghi viết dày đặc luôn ở dưới sàn gạch luôn nè các bạn. Ở dưới sàn cũng viết dày đặc luôn nè. Đây nè. Nguyên một cái hội trường này rất là rộng luôn á, mà dưới sàn này á mọi người cũng đã ghi kín mít luôn. Đó. Yeah, ghi chữ kín mít ở dưới đây hết à. Kobe forever, thấy không? Đây. Nhìn cảnh này thấy buồn các bạn ơi. Why you are so into this fire truck, huh? You're like, I don't care. Come on, buddy. We need to build fire trucks that way. Imagine that when you see me, I can't even get a mom. Đây nguyên cái dàn hoa thiệt là đẹp, để chữ Kobe. Hình ảnh của anh với lại cô gái này thấy thương. Oh, that's fine. He tells you. Yeah. Đây nè. I'm gonna tell him. Hình ảnh với con gái nè, thấy thương không bạn? Thấy rất là tội nghiệp đúng không? Dạ, hai cho con thấy thương. Đây là một cái tấm bảng mà một người hâm mộ, một fan hâm mộ gửi tới Kobe nè. Đó các bạn ơi, thấy không các bạn ơi? Rừng hoa bông. Chưa là đi từ ngoài đường đi vô đó, từ ngoài đường đi vô mà một dọc dài luôn. Đó các bạn thấy cảnh đó chưa? Đó thấy chưa? Hình cô bì và cô con gái Zana phải. I think in their foundation,
Sí, no, es que... Es que... Các bạn thấy không? Hay lipstick bóng. Cô này đang ghi đăng ký tên này dưới sàn này. Đăng ký dưới sàn này. Cô bé này cũng đăng ký rồi. Người đang viết ở dưới sàn. Bong bóng nữa nè. Bong bóng cũng ghi đầy tên, ký tên đầy trên bong bóng. Ở đây là trung tâm của cái đội bóng rổ Laker thi đấu mỗi trận, cho nên ở đây rất là đông người hâm mộ. Và hoa bên này nữa các bạn ơi, đây là từ đây đi ra nữa nè các bạn, từ bên này đi ra nữa nè, đây nữa, đây tấm hình dài xuống tiếp dưới kia luôn các bạn ơi. Đi đâu cũng thấy hoa mới đến dài xuống dưới các bạn ơi. Bởi vậy không riêng gì ở Mỹ, tất cả mọi người yêu thể thao trên thế giới, trên toàn thế giới luôn đó các bạn, rất là hâm mộ cầu thủ này. Mọi người hôm nay là đã là một tuần rồi đó, một tuần rồi mà giờ này các bạn không thấy mọi người vẫn tới đây rất là đông. Đây này, nến đang được thắp lên, mọi người vẫn tới đây rất là đông. Đây cho con nhìn thấy hương nhé, sợ đang đi chơi xuân. Các bạn thích kênh của mình, các bạn hãy like.